tin Giáo xứ Vọng Phan, Trại hè 2018 Thiếu nhi Thánh thể Giáo xứ Vọng Phan. Được sự cho phép của Cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc, Chánh xứ Vọng Phan, trong hai ngày 13, 14 tháng 7 năm 2018, đoàn Thiếu nhi Thánh thể đã tổ chức hội trại hè cho các em thiếu nhi trong khu viên Giáo xứ Vọng Phan, hạt Lạc An, giáo phận Phú Cường với chủ đề Bước theo Ngài. Hiện diện trong hội trại hè này có Cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc, quý thầy trưởng Maria Ngô Thị Nhàn, sứ đoàn trưởng, quý trưởng trong giới thiếu nhi giáo sứ, cùng 90 em trại sinh trong giáo sứ Võng Phan. Hội trại kết thúc lúc 17 giờ, sau nghi thức hạ cờ bế mạc, mọi người ra về trong niềm vui, sang lãnh sự mệt mỏi.